số email của máy là 34842. Khi nhận được máy thì anh nhân cứ kiểm tra đúng số IMEI thì anh nhận anh nhé. Bên trong máy thì anh nhân và mọi người có thể thấy là bên trong máy hoàn toàn là sạch đẹp. Hầu như là không có một chút bụi bẩn nào cả. Không có dấu tay, không có dấu hiệu của việc đã bị bàn tay thợ động chạm vào để thay thế sửa chữa bất cứ một bộ phận nào ở bên trong máy. Và bây giờ thì tu phần mobile sẽ đi vào từng chi tiết và giải thích cho anh nhân và mọi người về đặc điểm của một cây máy zin cụ thể ở đây là một cây máy zin chưa đúng ốc mở ra lần đầu tiên nên anh nhân và mọi người sẽ thấy là bên trong máy hoàn toàn là sạch đẹp hầu như là không có một chút bụi bẩn nào cả đầu tiên về phần pin thì ở đây anh nhân và mọi người có thể thấy thì đây là một viên pin zin theo máy thì nó sẽ có những cái đặc điểm của pin zin theo máy và thứ hai thì ở đây là một cây máy mở ra lần đầu tiên nên là mọi người có thể thấy là viên pin của máy thì rất là sạch đẹp hầu như là không có một chút bụi bẩn nào cả trên bề mặt của quả pin thì mọi người thấy là có một cái màu đen rất là đặc trưng và màu đen này thì rất là đồng nhất nó đen một màu chứ không phải là chỗ đen chỗ bạc và nó không có dấu tay không bị rách cái phần đen ở trên pin mọi người nhé và phông chữ ở trên pin thì ở đây anh nhân và mọi người có thể thấy là được in rất là sắc nét nó không bị lỗi không bị mờ không bị nhòe kể cả những cái logo những cái logo logo quả táo hoặc là những cái ký hiệu ở đây được hãng in rất là đẹp về form pin tức là hình dạng của viên pin thì ở đây anh nhân và mọi người có thể thấy là cái hình dạng của viên pin nó rất là đẹp cả nhé hãng làm ra một sản phẩm thì người ta làm rất là trong chuốt và đây là siêu pin zin của máy thì anh nhân và mọi người có thể thấy là nó rất là mỏng và được dán rất là đẹp anh nhé đây anh có thể thấy đây là phần siêu ở phía dưới rất là mỏng và được dán rất là đẹp chút nữa khi mà lật viên pin zin theo máy này lên thì tuvân mobile sẽ cho anh nhân và mọi người xem cái số email xem cái phần siêu pin của máy ở phía dưới nếu là siêu pin zin thì nó sẽ có cái đặc điểm là tách ra được thành hai lớp còn nếu mà là siêu pin lô thì nó sẽ không tách ra được thành hai lớp anh nhá đây là một cái miếng quỳ tím ở trên thân máy thì ở đây anh nhân và mọi người có thể thấy là thứ nhất là nó có màu trắng và thứ hai là hình dạng của nó rất là đẹp anh nhé. Thì màu trắng và hình dạng đẹp như thế này thì chứng minh là cây máy này chưa từng bị vào nước. Một cây máy mà có quỳ tím trắng thì chưa chắc là đã chứng minh được máy chưa vào nước. Tại vì hiện tại thì khi mà máy có dấu hiệu bị vào nước tức là quỳ tím đỏ thì thường là các thợ các shop sẽ bóc quỳ tím từ máy khác và dán sang nhưng nhưng trong cái trường hợp đó thì quỳ tím sẽ không được có hình dạng đẹp như thế này và nó sẽ có kèo lem nhem ở xung quanh nhé nó sẽ hơi bóp méo một chút chứ không được đẹp như thế này và đây là nhạc của camera sau thì ở đây anh nhân và mọi người thấy là rất là sạch đẹp hầu như là không có một chút bụi bẩn nào cả không có dấu tay không bị hoen gì thì cái điều đó thì chứng minh là uh, chưa có dấu hiệu của việc bị bàn tay thợ động chạm vào để thay thế sửa chữa. Uh, đây là mên của máy. Thì cái lớp uh, siêu mên, uh, cái lớp siêu mên đen này thì cái lớp này nó rất là mỏng rồi nhé. Ở đây thì anh có thể thấy là... Đây, em chạm thử vào cho anh xem. Nó rất rất là mỏng rồi nhé, rất rất là mỏng. Và nếu mà máy mà đã bị sửa mên ấy thì thì chắc chắn là cái mền này nó sẽ có mẩn và có dấu vết anh nhé còn ở đây thì anh thấy là nó rất là đẹp nó chưa có cái dấu hiệu của việc bị tác động Đấy. nếu mà sửa mền thì dưới tác động thứ nhất là của nhiệt sửa mền thì nó sẽ làm cho cho cái siêu mền này nó sẽ bạc màu và nó sẽ có dấu hiệu là của cái việc là bị bị bị, bị hơi bị sun nó Tức là nó sẽ có tác động của nhiệt Và nó sẽ có những cái dấu vết đấy nhé Còn ở đây thì anh thấy là nó rất là là sạch Đây là nhạc ở trên pin Cái nhạc pin thì anh thấy là rất là sạch đấy nhé Rất là sáng Không có dấu tay, không có dấu hiệu Của việc bị bàn tay thợ động chạm vào Để thay thế sửa chữa Và tiếp theo thì sang đến phần màn hình của máy Thì ở đây anh Nhân và mọi người có thể thấy là ở trên cái phần siêu đen ở trên màn hình cái tấm siêu đen lớn này thì anh nhân và mọi người có thể thấy là rất là sạch cả nhá nó hầu như là, là 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 không có một chút bụi bẩn nào cả sạch như thế này rồi thì gần như là, là là sạch một cách hoàn hảo mọi người nhé ở đây là có một cái 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 đây có một cái đây là cái siêu đây là cái đây là cái dòng zin theo máy thì nó kéo ra được rất là dài mọi người có thể thấy là nó rất là dính và giá kéo ra được rất là dài thì bây giờ tôi vân bộ bài và sẽ cắt nó đi thì để cho máy bắt nét được tốt hơn cả máy lại bắt nét vào cái phần phần dòng đó thì anh thấy là cái miếng siêu đèn lớn này thì sạch đẹp gần như một cách hoàn hảo rồi nhé thứ nhất là nó không có bụi không có bẩn cái thứ hai là nó không có dấu tay cái thứ ba là nó cũng không nó không bị rách anh nhá cái siêu này thì nó rất là 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 mỏng chỉ cần động nhẹ vào nó là rách hoặc là chỉ cần động chạm vào là nó sẽ có dấu vết rồi đây là một cây máy mở ra lần đầu tiên nên là anh có thể thấy là cái phần siêu đèn này sạch đẹp hầu như là không có một chút dấu vết nào cả và đây là miếng quỳ tím ở trên màn hình thì cái miếng quỳ tím này thì Apple làm ra để kiểm chứng xem là một cây máy đã bị vào nước hay chưa thì một khi mà có tác động nước vào đây thì nó sẽ chuyển sang màu đỏ còn ở đây thì thứ nhất là nó có màu trắng và thứ hai là hình dạng nó rất là đẹp thì cái điều này thì chứng minh là máy chưa bị vào nước rồi nhé chưa có dấu hiệu của việc quỳ tím bị bóc ra và và dán lại và đây là một phần cũng rất là quan trọng ở trên màn hình của cây iPhone SE 2020 Đấy, thì uh, đây là cái miếng siêu uh, siêu phản quang này nhé. thì uh, như ở đây anh nhân và mọi người có thể thấy là cái uh, siêu phản quang này thì nó còn uh, nguyên uh, tức là nó chứng minh là cây máy này chưa bị thay phản quang. ở những những cái dòng uh, như iPhone SE là màn hình uh, LCD thì có một cái lớp phản quang thì cái chuyện thay phản quang nó rất là là, là bình thường. Tức là nó rất là hay xảy ra mọi người nhé Còn ở đây thì nó chưa bị thay thế vẫn còn nguyên Đấy. Và bây giờ thì Tú Vân Mobile sẽ uh, Cho anh Nhân và mọi người xem lại Số email của máy một lần nữa Và mở máy ra Luôn cho anh Nhân và mọi người xem Thì cái bước cho xem lại Số email như thế này Thì để chứng minh là Tú Vân Mobile không cháo máy Trong quá trình mở máy tức là cho khách hàng xem ở bên trong là một cây máy khác nhưng chuyển về nhưng nhưng chuyển về cho khách hàng là một cây máy khác, tức là hai máy nó không giống nhau. Thì khi nhận được máy thì anh nhân cứ kiểm tra đúng số email thì anh nhận anh nhá. Số email của máy là có đuôi là 34842. Đấy. Và đây là bên trong máy, cho khách hàng xem số email và mở máy ra luôn cho khách hàng xem. Chứ không mập mờ Và đây là bên trong cây máy của anh Nhân ở huyện Ba Chi, tỉnh Bến Tre Đã tin tưởng và đặt mua của Tú Vân Mobile Anh Nhân thì là một khách hàng cũ của Tú Vân Mobile Trước đây thì anh đã mua 4 cây iPhone của Tú Vân Mobile Và đây là cây thứ năm là một cây iPhone SE 2020 phiên bản quốc tế 64GB. Bốn cây trước thì anh mua lần đầu tiên là vào tháng 6 năm 2022 là một cây iPhone 8 Plus. Và cây thứ hai là cũng tháng 6 năm 2022 anh mua một cây iPhone XS 64GB đến tháng 12 năm 2022. Tức là cách đây khoảng 2 năm mọi người nhé thì anh lại mua thêm một cây iPhone 12 Pro 128GB và tháng 6 năm 2023 tức là cách đây một năm thì anh mua một cây iPhone SE 2020 phiên bản quốc tế 256GB và hiện tại là một cây iPhone SE 2020 phiên bản quốc tế 64GB anh nhân và mọi người có thể nhìn rất là kỹ ở bên trong máy bên trong máy hoàn toàn là sạch đẹp hầu như là không có một chút bụi bẩn nào cả không có dấu hiệu sửa chữa, không không có dấu hiệu sửa chữa và chuẩn chỉ là một máy mở ra lần đầu tiên. Có thể một số bác mới xem những video mở máy thì có bác sẽ băn khoăn là cái cái vết này. Xin lỗi mọi người, máy bắt nét nó nhiều khi là nó bắt bắt nét không chuẩn, tại vì tại vì em mà quay rất là sát mọi người nhé. Đấy. Đấy. có thể là các bác sẽ băn khoăn cái 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 này tức là nó hơi khác màu một chút thì em giải thích với các bác là khi mà đóng máy lại mọi nhá khi mà đóng lấy máy lại thì cái này nó là cái dấu vết của cái cái việc là bị cái 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 nẹp này này bị bị cái 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 cái, cái uh, dây kết nối uh, giữa mên và và màn hình uh, cái này này đấy cái các cảm trước Đấy, nó tùy vào mọi người nhé tùy vào Thì nói chung là ở cái dòng SE2010 thì Máy nào nó cũng có cái dấu vết này Đấy, Thì cái nguyên nhân là đây Đấy, Nó tùy vào đây Đấy, mọi người nhé Đấy, Chứ nó không phải là cái dấu hiệu của việc bị thay thế sửa chữa gì cả à, Số email của máy là 34842 Khi nhận được máy thì anh nhân Cứ kiểm tra đúng số email thì anh nhận anh nhá, Và đây là video mở máy lần đầu tiên Cây máy iPhone SE 2020 phiên bản quốc tế 64 g Anh Nhân ở huyện Ba Chi, tỉnh Bến Tre đã tin tưởng và đặt mua của Tu Vân Mobile Anh Nhân thì là một khách hàng cũ của Tu Vân Mobile Trước đây thì anh đã từng mua của Tu Vân Mobile 4 cây máy Và đến cây hiện tại như mọi người thấy trên màn hình là một cây SE 2020 phiên bản quốc tế 64GB màu đen Cây này là cây thứ năm anh đã tin tưởng và đặt mua của Tú Vân Mobile. Và đối với những cây máy mở ra lần đầu tiên thì dòng zin theo máy dính rất là chắc. Dòng zin theo máy tức là dòng chống nước. Apple trang bị cho máy để máy có khả năng chống nước nên gioăng phải dính rất là chắc thì máy mới có thể chống được nước người nhé thì ở những cái lần mở máy thứ hai thứ ba hoặc thứ n tức là không phải lần đầu tiên thì mở máy sẽ dễ hơn khá là nhiều và sẽ không chịu nhiều rủi ro lần mở máy đầu tiên thì vì gioăng zin dính chắc như thế này nên là nó sẽ có nguy cơ là hỏng màn hoặc vỡ màn mọi mà người nhé Và với những cây máy uh, chưa đúng ốc và mở ra lần đầu tiên như thế này uh, Thì uh, khi sử dụng mọi người sẽ rất an tâm Tại vì những cây máy này thì đảm bảo được rằng uh, Máy zin uh, nguyên bản uh, Tức là chưa đúng ốc, chưa bung mở Thì uh, đồng nghĩa với đó là chưa có thể thay thế sửa chữa được uh, bất cứ cái gì Và ở đây thì anh uh, Nhân và mọi người có thể thấy là dòng uh, zin theo máy dính rất là nhiều anh à nhá Anh Nhân và mọi người có thể nghe thấy tiếng tách ra của Zongzin uh, Và bây giờ thì TuVon Mobile sẽ lấy một cái kẹp nhíp Để cố gắng giữ lại tối đa cái phần Zongzin theo máy Để sau đó sẽ đóng lại Áp suất Dựa chủ yếu bằng Zongzin Áp suất đóng dựa chủ yếu bằng Zongzin thì chống nước sẽ rất là tốt nó sẽ bằng khoảng từ 8 trên 10 đến 9 trên 10 so với một cây máy chưa mở ra lần nào mọi người nhé như thế là chống nước cũng rất là tốt rồi còn hiện tại mọi người mua trên thị trường thì hầu hết là máy không còn áp suất mọi người nhé đến bên em khi mà đi nhập hỏi người ta là máy còn gìn ốc áp hay không tức là gìn chưa đụng ốc chưa mở ra lần nào hay chưa thì người ta nói là Máy như thế thì anh chỉ có đi mua máy mới còn bên em thì không có máy như thế Nói chung là máy ZIN chưa đụng ốc thì hiện tại rất là hiếm ở trên thị trường Ở đây mọi người có thể thấy là dòng ZIN dính rất là nhằng nhịt, dính rất là nhiều mọi người nhé Hiện tại máy các thợ các shop đang bán cho mọi người dưới dạng máy ZIN ở trên thị trường thì hầu hết ở trong số đó là thứ nhất là đã bị mở ra thứ hai là người ta mở ra để thay thế sửa chữa một hoặc một số bộ phận mọi người nhé chứ không phải tự nhiên mà người ta mở máy ra để làm gì cả Đấy. và khi mà gặp những cây máy như thế mặc dù là mở ra trong máy còn sạch đẹp nhưng tu vân mobile cũng sẽ không chọn để nhập về tại vì thật ra thì có một số bộ phận khi mà sửa chữa có thể xóa được dấu vết mọi người nhé và chỉ khi gặp những cây máy chọn được những cây máy mà tu vân mobile thấy là còn zin chưa đúng ốc chưa mở ra lần nào thì tu vân mobile mới nhập về và mới dám cam kết với mọi người là máy zin nguyên bản mọi người có thể thấy là dòng kéo ra được rất là dài đó là đặc điểm của dòng zin theo máy mọi người nhé còn nếu mà dòng lô thì chắc chắn là sẽ không kéo ra được dài như thế này Và đây là bên trong cây máy iPhone SE 2020 phiên bản quốc tế 64GB. Anh Nhân ở huyện Ba Chi tỉnh Bến Tre là một khách hàng cũ của Tú Vân Mobile đã tin tưởng và đặt mua. Bên trong máy thì anh Nhân và mọi người có thể thấy là bên trong máy hoàn toàn là sạch đẹp. Cũng như là không có một chút bụi bẩn nào cả. Không có dấu hiệu của việc đã bị thay thế sửa chữa. Và bây giờ thì Tú Vân Mobile sẽ cho anh Nhân và mọi người xem lại số email của máy một lần nữa. Số email của máy là 34842. Khi nhận được máy thì anh Nhân cứ kiểm tra đúng số email thì anh nhận anh nhé. Bên trong máy thì anh Nhân và mọi người có thể thấy là bên trong máy hoàn toàn là sạch đẹp. Hầu như là không có một chút bụi bẩn nào cả. Không có dấu tay không có dấu hiệu của việc đã bị bàn tay thợ động chạm vào để thay thế sửa chữa bất cứ một bộ phận nào ở bên trong máy. Và bây giờ thì Tu Vân Mobile sẽ đi vào từng chi tiết và giải thích cho anh nhân và mọi người về đặc điểm của một cây máy ZIN. Cụ thể ở đây là một cây máy ZIN chưa đúng ốc mở ra lần đầu tiên, nên anh nhân và mọi người sẽ thấy là bên trong máy hoàn toàn là sạch đẹp, hầu như là không có một chút bụi bẩn nào cả. Đầu tiên về phần pin thì ở đây anh nhân và mọi người có thể thấy thì đây là một viên pin zin theo máy thì nó sẽ có những cái đặc điểm của pin zin theo máy. Và thứ hai thì ở đây là một cây máy mở ra lần đầu tiên nên là mọi người có thể thấy là viên pin của máy thì rất là sạch đẹp, hầu như là không có một chút bụi bẩn nào cả. Trên bề mặt của quả pin thì mọi người thấy là có một cái màu đen rất là đặc trưng và màu đen này thì rất là đồng nhất nó đen một màu chứ không phải là chỗ đen chỗ bạc và nó không có dấu tay không bị rách cái phần đen ở trên pin mọi người nhé và phông chữ ở trên pin thì ở đây anh nhân và mọi người có thể thấy là được in rất là sắc nét nó không bị lỗi không bị mờ không bị nhòe kể cả những cái logo những cái logo logo quả táo hoặc là những cái ký hiệu ở đây được hãng in rất là đẹp về form pin tức là hình dạng của viên pin thì ở đây anh nhân và mọi người có thể thấy là cái hình dạng của viên pin nó rất là đẹp đấy nhé hãng làm ra một sản phẩm thì người ta làm rất là trong chuốt và đây là siêu pin zin của máy thì anh nhân và mọi người có thể thấy là nó rất là mỏng và được dán rất là đẹp anh nhá đây anh có thể thấy Đây là phần uh, siêu ở phía dưới Rất là mỏng và được uh, dán rất là đẹp uh, Chút nữa khi mà uh, lật viên pin ZIN uh, theo máy này lên uh, Thì TuVon Mobile sẽ cho anh Nhân và mọi người xem cái số email uh, Xem cái phần siêu pin của máy ở phía dưới nếu là siêu pin zin thì nó sẽ có cái đặc điểm là tách ra được thành hai lớp còn nếu mà là siêu pin lô thì nó sẽ không tách ra được thành hai lớp anh nhé đây là một cái miếng quỳ tím ở trên thân máy thì ở đây anh nhân và mọi người có thể thấy là thứ nhất là nó có màu trắng và thứ hai là hình dạng của nó rất là đẹp anh nhé thì màu trắng và hình dạng đẹp như thế này thì chứng minh là cây máy này chưa từng bị vào nước Uh, một cây máy mà có quỳ tím trắng thì chưa chắc là đã chứng minh được máy chưa vào nước, tại vì hiện tại thì uh, khi mà máy có dấu hiệu bị vào nước tức là quỳ tím đỏ thì uh, thường là các thợ các shop sẽ bóc quỳ tím từ máy khác và dán sang. Uh, nhưng cái, nhưng trong cái trường hợp đó thì uh, quỳ tím sẽ không được uh, có hình dạng đẹp như thế này và nó sẽ có kèo lem nhem ở xung quanh nhé. Nó sẽ hơi bóp méo một chút chứ không được đẹp như thế này và đây là nhạc của camera sau thì ở đây anh nhân và mọi người thấy là rất là sạch đẹp hầu như là không có một chút bụi bẩn nào cả không có dấu tay không bị hoen gì thì cái điều đó thì chúng mình là chưa có dấu hiệu của việc bị bàn tay thợ động chạm vào để thay thế sửa chữa đây là main của máy thì cái lớp siêu mên cái lớp siêu mên đen này thì cái lớp này nó rất là mỏng rồi nhé Ở đây thì anh có thể thấy là Đây em chạm thử vào cho anh xem Nó rất rất là mỏng rồi nhé Rất rất là mỏng Và nếu mà máy mà đã bị sửa men thì Thì chắc chắn là cái men này Nó sẽ có mẩn và có dấu vết Anh nhé Còn ở đây thì anh thấy là nó rất là đẹp nó chưa có cái dấu hiệu của Việc bị tác động Đấy nếu mà sửa mền thì dưới tác động thứ nhất là của nhiệt sửa mền thì nó sẽ làm cho cho cái siêu mền này nó sẽ bạc màu và nó sẽ có dấu hiệu là của cái việc là bị 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 hơi bị sun nó tức là nó sẽ có tác động của nhiệt và nó sẽ có những cái dấu vết này nhé còn ở đây thì anh thấy là nó rất là, là sạch đây là nhạc ở trên pin cái nhạc pin thì anh thấy là rất là sạch ấy nhá, rất là sáng, không có dấu tay, không có dấu hiệu của việc bị bàn tay thợ động chạm vào để thay thế sửa chữa. Và tiếp theo thì sang đến phần màn hình của máy. À, thì ở đây anh nhân và mọi người có thể thấy là ở trên cái phần siêu đen ở trên màn hình cái tấm siêu đen lớn này, thì anh nhân và mọi người có thể thấy là rất là sạch cái nhá. Nó hầu như là là là, là không có một chút bụi bẩn nào cả sạch như thế này rồi thì, thì gần như là, là là sạch một cách hoàn hảo mọi người nhé Đấy. ở đây là có một cái 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 đây có một cái đây là cái siêu đây là cái đây là cái dòng zin theo máy thì nó kéo ra được rất là dài mọi người có thể thấy là nó rất là dính và giá kéo ra được rất là dài thì bây giờ tôi vân bộ bài sẽ cắt nó đi Đấy. thì để cho máy bắt nét được tốt hơn, cả máy lại bắt nét vào cái phần phần dòng đó. Đấy, thì anh thấy là cái miếng siêu đèn lớn này thì sạch đẹp gần như một cách hoàn hảo rồi nhé. Thứ nhất là nó không có bụi, không có bẩn. Cái thứ hai là nó không có dấu tay. Cái thứ ba là nó cũng không nó không bị rách anh nhé. Cái siêu này thì nó rất là 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 mỏng chỉ cần động nhẹ vào nó là rách hoặc là chỉ cần động chạm vào là nó sẽ có dấu vết rồi đây là một cây máy mở ra lần đầu tiên nên là anh có thể thấy là cái phần siêu đèn này sạch đẹp hầu như là không có một chút dấu vết nào cả và đây là miếng quỳ tím ở trên màn hình thì cái miếng quỳ tím này thì Apple làm ra để kiểm chứng xem là một cây máy đã bị vào nước hay chưa thì một khi mà có tác động nước vào đây thì nó sẽ chuyển sang màu đỏ còn ở đây thì thứ nhất là nó có màu trắng và thứ hai là hình dạng nó rất là đẹp thì cái điều này thì chứng minh là máy chưa bị vào nước rồi nhé chưa có dấu hiệu của việc quỳ tím bị bóc ra và và dán lại và đây là một phần cũng rất là quan trọng ở trên màn hình của cây iPhone SE 2020 Đấy, thì đây là cái miếng siêu siêu phản quang rồi nhé Đấy thì như ở đây anh nhân và mọi người có thể thấy là cái siêu phản quang này thì nó còn nguyên à, tức là nó chứng minh là cây máy này chưa bị thay phản quang ở những những cái dòng mà như iPhone SE là màn hình LCD thì có một cái lớp phản quang thì cái chuyện thay phản quang nó rất là là, là bình thường Đấy, tức là nó rất là hay xảy ra mọi người nhé còn ở đây thì nó chưa bị thay thế vẫn còn nguyên Đấy. Và bây giờ thì Tú Vân Mobile sẽ uh, cho anh Nhân và mọi người xem lại số email của máy một lần nữa Và mở máy ra luôn cho anh Nhân và mọi người xem Thì cái bước cho xem lại số email như thế này Thì để chứng minh là Tú Vân Mobile không cháo máy trong quá trình mở máy Tức là cho khách hàng xem ở bên trong là một cây máy khác nhưng chuyển về uh, nhưng Nhưng chuyển về cho khách hàng là một cây máy khác tức là hai máy nó không giống nhau thì khi nhận được máy thì anh nhân cứ kiểm tra đúng số email thì anh nhận anh nhá số email của máy là có đuôi là 34842 bốn và đây là bên trong máy cho khách hàng xem số email và mở máy ra luôn cho khách hàng xem chứ không bập mờ và đây là bên trong cây máy của anh Nhân ở huyện Ba Chi, tỉnh Bến Tre đã tin tưởng và đặt mua của Tú Vân Mobile. Anh Nhân thì là một khách hàng cũ của Tú Vân Mobile. Trước đây thì anh đã mua 4 cây iPhone của Tú Vân Mobile và đây là cây thứ năm là một cây iPhone SE 2020 phiên bản quốc tế 64GB. Bốn cây trước thì anh mua Lần đầu tiên là vào tháng 6 năm 2022 là một cây iPhone 8 Plus và cây thứ hai là cũng tháng 6 năm 2022 anh mua một cây iPhone XS 64GB đến tháng 12 năm 2022 tức là cách đây khoảng 2 năm mọi người nhé thì anh lại mua thêm một cây iPhone 12 Pro 128GB và tháng 6 năm 2023 tức là cách đây một năm thì anh mua một cây iPhone SE 2020 phiên bản quốc tế 256GB và hiện tại là một cây iPhone SE 2020 phiên bản quốc tế 64GB anh nhân và mọi người có thể nhìn rất là kỹ ở bên trong máy bên trong máy hoàn toàn là sạch đẹp hầu như là không có một chút bụi bẩn nào cả không có dấu hiệu sửa chữa không không có dấu hiệu sửa chữa và chuẩn chỉ là một máy mở ra lần đầu tiên Uh, có thể uh, một số bác mới xem những video mở máy thì uh, có bác sẽ băn khoăn là cái cái vết này xin lỗi mọi người uh, máy uh, bắt nét nó nhiều khi là nó bắt bắt nét không chuẩn tại vì uh, tại vì em quay rất là sát mọi người nhé đấy đấy có thể là các bác sẽ băn khoăn cái 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 này tức là nó hơi khác màu một chút thì em giải thích với các bác là khi mà đóng máy lại mọi người nhá khi mà đóng lấy máy lại thì cái này nó là cái dấu vết của cái cái việc là bị cái 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 nẹp này này bị bị cái 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 cái, cái dây kết nối giữa mên và và màn hình cái này này đấy cái các cảm trước đấy. nó tì vào mọi người nhá tì vào thì nói chung là ở cái dòng SE 2020 thì máy nào nó cũng có cái dấu vết này thì cái nguyên nhân là đây nó tì vào đây mọi người nhé Đấy, chứ nó không phải là cái dấu hiệu của việc bị thay thế sửa chữa gì cả và bây giờ thì tu vân mobile sẽ uh, tiến hành tháo pin Zin ra khỏi máy để có thể thay tặng cho anh nhân một viên pin mới dung lượng cao ở trên cây máy này bây giờ thì em sẽ dán hai miếng giấy lên lên vỏ máy, lên lên thân máy để tránh bị trời xước vỏ máy trong quá trình thay pin. À, đây là một cây máy mở ra lần đầu tiên nên là pin zin theo máy thì nó sẽ được kết dính với vỏ zin theo máy bằng một lớp siêu pin zin theo máy thì cái lớp này dính rất là chắc thì tuvon mobile sẽ nhỏ một chút nước tách để làm giảm kết dính của siêu pin zin và đây là siêu pin zin anh nhân nhé thì như ban đầu em cũng nói ở đầu video là nếu mà là siêu pin zin thì nó sẽ có thể tách ra được thành hai lớp thì ở đây anh có thể thấy là một cái lớp siêu pin cái lớp siêu pin màu trắng này anh nhé đấy thì một cái lớp siêu pin dính vào cái phần phần thân máy và một cái lớp siêu pin thì sẽ dính lên cái phần phần phần, phần pin đấy thì ở đây là nó tách ra được thành hai lớp Đấy, nó dính lên cả hai như thế này. À, còn nếu mà là siêu pin lô thì nó sẽ không tách ra được như thế này nhé, mà nó chỉ là một một lớp thôi. thì nó hoặc là dính lên pin hoặc là dính lên vỏ máy. À, thì cái siêu pin zin này thì sẽ chứng minh được là à, đây là pin zin theo máy từ đầu và đây là vỏ zin à, theo máy từ đầu, à, chứ chưa bị à, thay thế. hiện tại à, mọi người mua trên thị trường thì gặp nhiều máy, à, mặc dù là shop nói là zin nhưng mà à, ý shop ở đây là là là, là các bộ phận à, ở bên trong máy là của Apple sản xuất thì nhiều máy đã bị thay vỏ từ máy khác mọi người nhé thay vỏ từ máy khác nhiều shop thì nói là zin nguyên bản nhưng mà đã bị thay đấy mọi người thì những cái máy mà mà những cái máy mà đã bị thay vỏ thì rất là nguy hiểm tại vì vỏ thì phải là rất là xấu thì người ta mới thay còn nếu mà không thì người ta vẫn bán được nó chỉ có xấu hơi hơi thôi thì người ta vẫn bán được. Nhiều khi là vỏ vỡ, vỏ thậm chí còn nát đó mọi người ạ. vỏ đập, đấy. vỏ đập người ta thấy vỏ thì ở những cái cây máy đó thì dùng nó sẽ không bền mọi người nhé. tại vì nó đã bị chịu chắc chắn là sẽ chịu những cái tác động lực rất là lớn rồi. còn ở đây thì mọi người thấy là uh, pin zin, vỏ zin, siêu pin zin thì nó chưa bị thay vỏ. Đấy, nhìn vào cái vỏ nó đẹp như thế thì mọi người cũng sẽ đánh giá được một phần lớn cái chất lượng của máy Đấy, em thì luôn luôn có những cái cuộc gọi của khách hàng à, anh chị nào mà gọi cái lúc mà em 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 đang bận như thế này thì thông cảm sau xong việc thì em sẽ gọi lại đây là một cây máy mở ra lần đầu tiên nên là cái nhập pin này chưa có ai tách ra lần nào mọi người nhé. Thì bây giờ thì sau khi đã đã mở hết ốc rồi, đã vặn hết ốc ra rồi thì tôi Mobile sẽ dốc dốc thử cho mọi người xem nó không rơi ra mọi người nhé. Tại vì nó có một cái lực dính thì cái đấy là cái đặc điểm của cái 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 nhẹp của máy mở ra lần đầu tiên chưa bị tách ra lần nào và bây giờ thì tôi mobile lấy kẹp để để, để kẹp Đấy, gắp nó ra và bây giờ thì tôi còn mobile sẽ tiến hành dán nó lại dán nó lại xem nó có dính không mọi người nhé và bây giờ thì tôi còn mobile sẽ dốc Đấy, chỉ cần dốc nhẹ là nó đã rơi ra rồi thì ở cái lần thứ hai thì nó sẽ không có cái lực dính đó nữa mọi người nhé Và bây giờ thì Tuvon Mobile sẽ tiến hành tắt máy để tháo cái tháo cái viên pin zin ra khỏi máy. Thì ở đây Tuvon Mobile sẽ cho anh nhân và mọi người xem lại số email của máy một lần nữa. Đấy. Số email của máy là 34842. Đấy. 34842. Khi nhận được máy thì anh nhân cứ kiểm tra đúng số email thì anh nhận. Đấy. và cho xem lại số email liên tục như thế này thì để chứng minh là Tuvon Mobile không cháo máy trong quá trình mở máy mọi người nhé đây là khâu đây là khâu tách pin zin ra khỏi máy thì cũng có thể là có người đa nghi thì nói là lúc nãy thì mở một máy khác nhưng mà đến lúc thay pin thì thay máy khác Đấy, nên là tu vân mobile phải cho mọi người xem lại xôi mây liên tục để tránh có cái trường hợp có bác nào nói là tu vân mobile cháo máy mọi người nhé cái số email thì nó cũng như số chứng minh thư của một người Thì hầu như là nó không thể thay đổi mọi người nhé Nó đi theo cùng với cái bên của máy à, Như mọi người thấy thì Thì Tú Vân Mobile đang vệ sinh cái phần siêu pin ZIN theo máy Ở đây thì mọi người có thể thấy là Vệ sinh cũng khá là đơn giản Tại vì cái siêu pin ZIN theo máy thì Ừ. khi mà làm ra một cây máy thì Apple đã nghiên cứu đã nghiên cứu rất là kỹ và cái siêu pin zin theo máy thì hãng làm ra có cái đặc điểm là khi mà dính thì dính rất là chắc nhưng mà khi vệ sinh thì lại rất là dễ nó không như siêu pin lô siêu pin lô thì dính nó sẽ kém hơn thứ nhất là dính nó sẽ kém hơn và thứ hai là vệ sinh thì nó sẽ khó hơn mọi người nhé mọi người có thể thấy là chỉ cần vệ sinh một chút là đã sạch rồi đây là pin zin theo máy thì cái thông số của pin zin là ở đây thì mọi người có thể thấy là 1821 mAh mỗi nhá. 1821 mAh. Đây là thông số của pin theo máy mới, còn thông số của pin theo máy cũ thì nó sẽ thấp hơn. Và cái viên pin này thì đã hết cái giá trị sử dụng nhưng nó vẫn còn chứa cái cổ cáp của pin zin nên là cái này nó sẽ có cái Uh, có cái giá trị khi mà anh muốn bán lại cây máy này thì anh cầm theo cái viên pin zin của máy thì sẽ bán được giá hơn này nhé tu vân mobile thì uh, luôn có cái viên pin này gửi cùng uh, về về cùng uh, với máy cho khách hàng tại vì máy của tu vân mobile nhập là những cây máy zin chưa đúng ốc nguyên con nên uh, lúc nào có pin uh, zin còn hiện tại mọi người uh, mua trên thị trường thì 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 uh, ở khi mà mua những quầy máy mà đã được thay pin sẵn rồi thì rất là ít khi có pin theo máy gửi về mọi người nhé và đây là một viên pin mới dung lượng cao hàng chính hãng Origin mà Tu Vân Mobile sẽ thay tặng cho anh nhân ở trên cây máy này thông số của pin thì ở đây anh nhân và mọi người có thể thấy là 2 mAh nó cao hơn khá là nhiều so với so với pin uh, pin pin theo máy và đặc biệt là so với một viên pin cũ mọi người nhé cao hơn uh, khá là nhiều Khi thay vào thì sẽ cho cái thời lượng sử dụng tốt hơn uh, tốn lượng, tốt hơn rất là nhiều luôn ạ Đây là tem chính hãng của DJ đây anh nhé 2210 mA Bây giờ thì Tu Vân Mobile sẽ tiến hành lắp viên pin này vào trong máy cho anh anh nhân. Số mây của máy là 34842. Khi nhận được máy thì anh nhân cứ kiểm tra đúng số mây thì anh nhận anh nhá. Và đây là bên trong máy sau khi Tu Vân Mobile đã thay tặng cho anh một viên pin mới, dung lượng cao hàng chính hãng DG. Tem chính hãng của DG đây anh nhá. Và bây giờ thì Tu Vân Mobile sẽ tiến hành đóng lại áp suất dán cường lực và gửi về cho anh Nhân cây máy này. À, chân thành cảm ơn anh Nhân ở, ở huyện Ba Chi, tỉnh Bến Tre đã tin tưởng ở Tú Vân Mobile và đặt mua một cây iPhone SE 2020 phiên bản quốc tế 64GB màu đen. À, như mọi người thấy thì khi mở máy thay pin thì Tú Vân Mobile có video mở máy lần đầu tiên để gửi cho anh Nhân để chứng minh với anh Nhân và mọi người là máy của tú Vân Mobile bán chuẩn chỉ là máy zin chưa đúng ốc chứ không phải là chỉ là quảng cáo à, anh nhân thì là một khách hàng cũ của tú vân mobile à, anh đã từng mua của tú vân mobile 4 cây máy thì vào tháng 6 năm 2022 thì anh có mua một cây iphone 8 plus 64 v à, tháng 6 năm 2012 tức là cùng tháng thì anh lại mua thêm một cây iPhone XS 25 XS 64GB và tiếp theo tháng 12 năm 2022 tức là cách đây khoảng 2 năm mọi người nhé Thì lại mua thêm một cây iPhone 12 Pro phiên bản quốc tế 128GB và đến tháng 6 năm 2023 tức là cách đây khoảng 1 năm thì anh lại mua thêm một cây iPhone SE 2020 phiên bản quốc tế 64GB. phiên bản quốc tế 256GB và qua uh, nói chuyện và trao đổi với anh thì tu vân mobile cũng hỏi là những cây máy này thì anh uh, có cần hỗ trợ gì không thì anh cũng phản hồi lại với tu vân mobile là cả bốn cây máy này anh uh, mua của tu vân mobile đều còn dùng tốt uh, nó không xảy ra bất cứ cái lỗi gì cả uh, chân thành uh, cảm ơn anh uh, nhân đã tin tưởng tu vân mobile và đặt mua rất là nhiều máy thì tổng cộng thêm cả cây này nữa là 4 cây cảm ơn mọi người đã theo dõi video và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo